Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Quân Hành. Các bạn không biết chứ Bê Quân Hành là một cao thủ võ lâm không hề bị hâm. Đây gọi là môn gì ông Bèo? Không. Mèo vờn hoa mơ. Anh út mà. Anh dạy em võ tự vệ này. Đấy, ví dụ anh đấm em này phát, em phải đỡ hiểu không? Nào. 1, 2, 3. Đấy, xong rồi đấm anh. Ông nhớ cho nó, không được học việc. Mình quyết định phải vào trong game đối đầu với ốc. Đấy, để xem ai là người võ thuật giỏi nhất trong game. Còn ngoài đời, ốc và anh đấm một phát ngất trình hình quất. Tuổi gì sánh vai, sang kia đây. À, con chó này. Các bạn đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh để xem quảng cáo nhé. Còn bây giờ vào video luyện võ thuật và tỉ thí cùng Bê Quân Hành và ốc. Vâng, xin giới thiệu các bạn, trước mặt là cao thủ võ hâm Trần Thị Ốc. Bê Quân Hành là cao thủ võ lâm cực kỳ lợi hại đấy ạ. Này, sút vào mặt Bê Quân Hành đấm quịch. Ghê đấy, nhưng mà làm sao lợi hại bằng Bê Quân Hành? Bây giờ mình vào tỉ thí võ công nữa không? Tỉ thí võ công được luôn, đâu tỉ thí võ công đây, đây, có sàn đấu đây. Đâu? Dám gấu với Bê Quân Hành à, cho biết thế nào lễ độ với cán bộ. Vào đi. Vào đi. Vào luôn đi. Nào. Ai chó. Đá phát bay khỏi sàn đấu quá, luôn. Bê Quân Hành à, Bê Quân Hành đánh thắng phụ nữ mà cũng hoài, chẳng có gì hoài. Đúng. Không, ốc không phải phụ nữ các bạn, ốc rất là bắt nạt anh ở ngoài đời. Nên nào vào trong game anh cho ốc biết thế nào lễ độ với cán bộ luôn. Đâu có thế đâu. Ủa, vừa vào anh được tặng cái gì đấy? Ái à, 2 ngày online được tặng nguyên một con mèo Sidian luôn. Ôi, anh online lúc nào? Anh gian lận. Gian lận gì? Người chơi hay luôn được tặng quà, hiểu không? Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Bê Quân Hành gian lận thôi. Ngoài... mình Bê Quân Hành chơi trước rồi. Ngoài ra ở đây có rất nhiều đối thủ của mình nữa là các bạn này. Từ anh gọi là nốp, cung phu nốp này, này cung phu học sinh rồi. Thầy giáo dạy võ rồi tất cả các loại cao thủ uầy. Đây có vẻ là cao thủ cực kỳ mạnh các bạn ạ. Luyện võ tới già tóc bạc trắng luôn rồi. Đấy. Ủa, thân hình cơ bắp. Nhưng mà không sao, tí Bê Quân Hành luyện võ, Bê Quân Hành sẽ đấu cho họ biết theo lễ độ. Đây bây giờ là pet của mình có một con mèo nha các bạn. Đấy, mà con mèo này mèo đen luôn, cực kỳ men. Bê Quân Hành chưa gì đã có mèo rồi, Bê Quân Hành sẽ thắng thôi. Đúng. Anh chắc chắn sẽ cho ốc biết ngất trên cành quất là như thế nào. Bây giờ mình sẽ luyện tập ra đây đấm cột các bạn ạ. Đấy, đấm cột. Họ. Sao lại đấm cột? Họ. Không đấm cột thì đấm cái gì hả ốc? Ồ, đấm cột được hả? Đây không phải đấm cột, đây người ta gọi là ngồi thiền tu luyện. Ngồi thiền tu luyện thì ngồi đứa nào đá vào mặt đi em á. Có một thằng nó đuổi ông, nó sút liên tục vào mông mà. Rồi. Không chơi. À, nó giáo sút anh các bạn ạ. Chỉ ra mày chọn cái chết. Không sao các bạn ơi, để anh cho biết nó biết theo lễ độ. Ôi, nó sức mạnh kinh quá. Ồ, mình phải đấm thì mình cái ấy được à các bạn. Ngồi thiền không tác dụng. Đúng rồi, hình như đúng thế. Đúng rồi, ngồi thiền không có sức mạnh đâu. À, bạn ấy 446.000 sức mạnh đúng không? Để anh luyện tập một xíu nữa, anh vào anh đá cho mấy đứa kia bay hết ốc ạ. Dám bắt nạt ốc, dám sút vào mông ốc, tung cả mông lên. Đúng rồi, chúng nó sút vào em. Ok, này quá lâu các bạn, anh sẽ quyết định mua X2 sức mạnh. Anh là người không có gì ngoài điều kiện các bạn ạ. Các bạn xem quảng cáo trên video của anh rất là nhiều, nên hôm nay anh lại có tiền mua đồ rồi. Cảm ơn các bạn nhé. Nếu trong video này có quảng cáo nào xuất hiện, các bạn xem sạch xinh xanh quảng cáo đấy cho anh. Đừng bấm bỏ qua là anh có thêm tiền để hôm sau anh mua đồ xịn sò cho các bạn xem đấy. Ok. Đâu rồi nhé, mua cái gì đâu. X2, ui giời ơi, 799 đúng không? X2 tất tần tật. Mình chắc là chỉ cần X2 sức mạnh thôi các bạn ạ. X2 cú đấm của mình là được rồi. 299. Mình còn phải tăng cả cái sự thông minh đấy Bê Quân Hành ạ. Anh phải training cả cái trí não. Người ta gọi là chân tay to mà não bằng quả nho đấy. Thế thì không được, anh sẽ mua 799 robot. Mua gì? X2 sức mạnh. Thế thì mua X2 sức mạnh thôi, chứ còn anh bình thường ngoài đấy cũng thông minh rồi. Nhưng mà chỉ số thông minh của anh so với sức mạnh là quá ít. Thông minh có 112 mà sức mạnh tận 47.000. Không sao, đợi anh một xíu. Thế bây giờ X2 cả thông minh cả sức mạnh à? Hả? Thế X2 những cái gì bây giờ? Phải X2 cả thông minh và cả sức mạnh chứ. Thì đây anh X2 mua này combo cho rẻ các bạn. Mua luôn
các bạn xem quảng cáo cho anh nhá. 799 notebook ấy, 800 notebook các bạn ạ. Nếu không sao, nhưng mà có các bạn ở đây anh sẽ mua vì các bạn. Nên là các bạn nhớ xem hết quảng cáo trong video cho anh. Ok, quá xịn luôn các bạn. Bây giờ là có X2 rồi, đúng không? X2 chưa? Ồ, X2 100% này, các bạn thấy góc không? X2 luôn. Ấy sợ. Ngoài ra thì chúng ta xem còn có thể sử dụng cái kỹ năng gì không? À, luyện tập EQ bằng đây, ngồi thiền ở đây là đúng rồi, luyện tập EQ đấy. Để mình có thể thông minh hơn, thông minh cực kỳ luôn. Đấy. Wow, Bê Quy Thành có vẻ thông minh rồi đấy, não bắt đầu to hơn rồi á. Quả trứng gì mà màu vàng? 199 mở, mở nha, mở một quả nha. Mở xong cho em một con. Em nam. À, đoán xem. Dạ, con gì mù quả trứng màu vàng? Quả trứng. Cho em con đấy. Không cho, còn lâu mới cho. Ồ, 25 phút nữa thì mới mở được chết các bạn ạ. Đây, anh còn được thưởng vòng quay nữa các bạn ạ. Nhưng mà từ lúc này anh sẽ đi cho nó luyện tập một tí. Đấy, tăng chỉ số các bạn, đứng đây đá thôi. Đấy. Đá cột đấy, đá cột nó mới lợi hại các bạn ạ. Được quà này, nhận quà. Ui, nhiều quà thế nhỉ. Này, quà này, vòng quay may mắn. Bây giờ mình sẽ mở trứng trong event đi. Chỉ có 99 Robux một quả trứng, biết đâu mình sẽ mở được con nhân 2000 này thì đúng là best của best luôn, đỉnh của trọng. Em làm sao mà mở được con 2000 thì em bốc phét ít thôi. Mở ra con 99 Robux các bạn. Còn lâu mới được con 99 các bạn. Đã bấm đâu? Bấm chưa? À chưa bấm. Ủa rồi, tắt cái đấy đi thì mới nhìn được. Rồi ra con dê. Ra con dê. Ê, 20x cùi 3. 20x thôi à? Ờ. Ôi. Quá cùi luôn các bạn ạ. À. Nhìn này. Ồ, ở đây mình có thể luyện được skin các bạn ạ. À. Ui, mình đã có võ gì đấy? Võ mèo. Level up luôn. Level up là bằng cái gì? Level up bằng... Ồ, mình được nhiều điểm hơn đó các bạn ạ. À. Ờ đúng rồi. Mình phải có nhiều cúp á thì mình sẽ level up lên. Bây giờ mình đang có level 3 Kung Fu. Đúng rồi. Đấy các bạn ơi, sau một hồi luyện tập anh đã có khoảng 400k rồi. Bây giờ anh sẽ bắt đầu tỉ thí với đứa học sinh. Ôi giời, Kung Fu nốp làm sao mà đấu được với Kung Fu Bê Quy Thành. Nào vào đây bạn, tỉ thí nào. Wusha. Sút vào bơm. Bêu mồm chưa? Thắng à? Thắng chứ, anh đá đẹp lắm. Nope, bị anh chút một phát bay ra khỏi sân luôn. Thì đấu gì nữa. Đây, đến đối thủ này luôn. Đấu luôn với cả là học sinh luôn nhá. Sala. Bảo mồm luôn. Wow, victory luôn à. Vỗ tay, vỗ tay. Ôi giời, đối thủ quá yếu các bạn ạ. Bây giờ là anh luyện tập một lúc rồi anh thấy anh quá mạnh rồi. Bây giờ anh thử rebirth xem nào. Rebirth làm gì? Rebirth chỉ có thể là tăng được cái cúp của mình lên thôi. Thật ra chả cần rebirth. À thế à? Thế thì bảo sớm. Rồi. Thì bảo luôn rồi đấy. Đâu còn đối thủ nào vào tỉ thí không nhỉ? Đâu xem bạn này có bao nhiêu sức mạnh. Ui, bạn này 1 mét. Anh sao được 1 mét hơn gì? Ok, bây giờ anh sẽ đi đấu với bạn 10k này. Ôi giời ơi, teacher võ thuật đòi dạy võ cho anh. Anh là cao thủ võ hâm à, cao thủ võ lâm rồi. Thầy với chúng em này. Sút rồi. Thôi đi dạy người khác đi chứ em cao thủ lắm rồi thầy ạ. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Em cao thủ lắm rồi thầy ạ. Đây này, 100k đúng không? Đến cả cái bạn mà mặc áo đen cực kỳ men, quả tóc như quả chôm chôm này, chắc gì đánh thắng nổi em Quy Thành đâu. Ừ. Nhìn nhá, em múa thì rất kinh này. Em Quy Thành vả vêu bùm bay. Ủa? Luôn. Nào, đùa với Quy Thành hạ một phát cả sân này luôn thì ai chơi được nữa. À, đến lượt em đấu, bây giờ em cũng đấu nha. Đầu tiên em đấu với đứa starter. Đâu? Starter quá bình thường. Ốc làm sao mà thắng được? Anh đang ngồi thiền thế này. Đấy, anh nó kệ anh, đấm luôn, chịu. Wow, sút một phát. Thế là đứa starter thua luôn. Mình sẽ đấu với lại medium. 1k sức mạnh. Ôi mình có tận 11k. Hơn tận 10k. Quá dễ. Đấm luôn, đấm luôn. Ôi, sút liên tục vào bụng luôn mà. Kung Fu student thua luôn. Đến teacher student. Đánh luôn teacher luôn cho nó máu. Teacher gì mất thì giờ. Úi giời, úi giời. Thắng được không? À. Thắng luôn cả teacher luôn. Gõ hầm cả chuột cơ mà. Thế thì em thử đấu với cái tên áo đen đầu quả chôm chôm mình xem có thắng nổi không. Extreme à, extreme đấu luôn, extreme. Ui, các bạn nhìn này, ốc đá gọi là kinh luôn ấy. Rồi xong luôn. À, mình thua rồi. Thua lòi mát. À. Quê. Quá quê. Thế để anh đấu với ông giỏi nhất cao thủ võ lâm ở đây nào. Ui trời ơi các bạn ơi, ông tóc trắng này. Ôi cái gì vậy? Ông tóc trắng á? Ồ, anh thua quá. Tất nhiên rồi,
bây giờ mình sẽ đi ra mình mở cái quả trứng 15 cúp này xem là ra con gì. Có con gì hay con đấy nha các bạn. Các bạn mở ra con nhân 3.5 thôi cũng được, 3.5. Anh thua lời mắt rồi. À con này online 30 phút mình sẽ nhận được cái con hồ ly tinh xấu kinh này luôn. Đây xem là có quà gì không. Trang bị lên. Sắp được rồi, sắp được free cái này rồi các bạn ạ. Biết thế lúc nãy không mua. Có hết đồ rồi, tưởng có thêm đồ, không có đồ gì nữa. À nhiều thú cưng được tặng này ốc này, lấy vài con về dùng. Hả? Tiếp thú cưng ở đâu ấy? Ở trong cái tờ lịch á, đại ly á, là mình có thêm thú cưng nó. Đâu? À Bill Thành ngày nào cũng on chả lo. Em không có on em mới được có một con thôi. Anh chỉ vào online một tí xong thế là lúc có cái anh đầy pét luôn các bạn. Một con. À nhưng mà không cho được các bạn. Không có chết. À đâu có chết này nhưng mà có đổi được không? Em chưa có chết. Em 15 phút nữa mới có chết. Ốc không có cái gì cả các bạn ạ. Đến là ốc còn không nhận được đồ của Bill Quý Thành tặng luôn. Ui lại nhận được cái này free này ốc này. Đấy, bây giờ là trong cửa hàng của anh có rất nhiều vật phẩm xịn luôn. Vật phẩm xịn đâu nhỉ? Mấy cái sử dụng đâu nhỉ? Đây, sử dụng hết luôn, sử dụng. Cái này là may mắn cho trứng đúng không? Ừ. Cái này là double training, sử dụng hết luôn. Double win, dùng hết luôn. Tội gì mà không dùng đúng không các bạn? Đúng. Thế thì mở trứng đi. Mở quả trứng event nhá. Mình có may thêm may mắn rồi, xem nào mình có mở được quả trứng xịn không các bạn? 99 Robux của anh. Giống em thôi, ha. Chả có cái gì may mắn, em cũng mở được cái con đấy. Cảnh chứng tỏ may mắn của Bill Thành bằng cái sự không may mắn của người khác. Thế thôi anh sẽ đi luyện tập một xíu nữa, anh sẽ đánh thắng thầy dạy võ lâu năm ở đây. Tao tuy tóc bạc nhưng mà võ công có vẻ rất cao cường ấy à. Hai người tỉ thí với nhau các bạn ạ. Ui bạn kia 6.2m rồi các bạn ơi, quá là mạnh. Có vẻ luyện tập rất là chăm chỉ đấy. Chẳng qua là mình chưa có nhiều thú cưng xịn thôi. Đúng rồi, mình có thú cưng xịn thì tuổi gì. Quá chuẩn luôn. Ở đây có một cái dương, anh sẽ đi kiểm tra xem cái dương này có cái gì nè. Nó là một cái group của các bạn đấy thôi. Group chat. Không có gì, cái giữa sân này mình ngồi thiền này. Mọi người ngồi thiền đây à? Đúng rồi, em phải ngồi thiền đi, không là võ công em cùi lắm. Bây giờ anh sẽ đi đấu với thầy. Thầy em giáo lâu năm thì... Em ngồi thiền đều mà. Thầy giáo lâu năm gặp anh cho tất điện. Lúc này làm định đánh. Thắng thầy giáo ấy. Thắng thầy giáo kinh thật. Thật bây giờ cái anh là võ cao thủ võ lâm rồi. Bây giờ đông lắm rồi đây này. Bây giờ anh sẽ vào đây đứng gọi ai tỉ thí không? Có bạn nào Việt Nam không? Không có ai Việt Nam à. Solo không à? Solo me. Nào gái. Solo me. Nào. Làm gì có ai đâu. Không ai đối thủ à. Nó không thèm chơi đó. Ô cái kia 7 mấy biết. Có người kìa. Are you bored or do you want to kiss me? Có muốn hôn nó không kìa. Sorry. Tôi không có. No. Ok đi. Ok. Rồi, à? Ok. Bạn có bị chán không? Hoặc là bạn you... có muốn hôn em không? You lại đây. Sao lại you lại đây? Phải dùng tiếng Anh chứ. Không biết nói tiếng Anh à? You coming welcome. Đối thủ. Nào vào đây, đối thủ vào đây. Rồi. Đối thủ vào đây. Nào, đối thủ Nhật Quý vào đây nào. Đối thủ sợ rồi các bạn ạ. Đối thủ đang thiền cố. Solo. Gái không ai à, solo với mình các bạn ạ. Đây rồi, Nhật Quý à. Thắng luôn. Đối thủ quá yếu cho đối thủ khác. Trời ơi, đối thủ yếu rồi. Xem đứa mạnh nhất đây nào. 1.3, 1.8. Yeah, please forget me, Tommy. Tommy là thằng nào? Tommy solo. Anh là thằng Tommy solo. Tommy solo. Bê Quý Thành kiểu mất ngủ không có đối thủ. Mất ngủ không có đối thủ rồi. Thực ra là bây giờ chúng ta có thể có 100k win thì mình sẽ qua được đây hả? Ok, thế thì mình đi đấu vài ván với thầy giáo để mình mở được hiệp 2 các bạn. Đấy. Mất ngủ vì không có đối thủ. Thầy giáo tầm này đấm một phát ngất trình quất chút bay ra khỏi võ đài luôn chứ đùa. Bê Quý Thành bạn bị kinh rồi. Thầy lại thầy đánh lại thầy giáo à? Anh đang kiếm cúp ốc ạ. Kiếm cúp đấy, để 100k cúp để anh có thể thử sang cái màn mới xem nó có gì mới không. Hai thầy vào đây, em cho thầy gọi là bay như chim. Bay như chim. Mình thử đấu lại với cái anh extreme này xem nào.
Ủa liệu có thể thắng được anh Extreme không? Gọi là phần đấu này là thắng rồi, đấu hơi bị răng co luôn bạn, răng co thế trận răng co lắm. Răng co lắm à? Ừ, ừ, ừ. May là không thua. Thua rồi đâu thua. Thế em thử đấu với thầy giỏi nhất đây là em có thắng nổi không? Em á, à? Thầy giỏi nhất em chưa đấu, em biết là em sẽ thua. Thua lòi mắt luôn chứ. Bây giờ mình sẽ đi mở 500 cúp để ra xem là cái quả trứng gì nhỉ. Đấy, bây giờ thầy chạy mở sao? Mở trứng. Ui dồi ôi, dài con 8 nhân 8,3 lần. Thôi được, 8,3 lần được. 8,3 lần. Và có con 20 lần luôn. Từ lúc nào có con 20 lần thì các bạn ạ, mình không biết được. Bây giờ mình phải training, tiếp tục training. Ui ông ơi, bên này có những đối thủ mới này. Hả? Ui, đối thủ này như là gangster ấy. Ôi da, đây rồi, cuối cùng mình đã tìm được đối thủ của mình các bạn ơi. Đây rồi, 145 triệu. Đấu luôn triệu. Với cái final boss đi. Final boss à? Thua lấy. Đây, đánh được đứa đầu tiên này. Đánh được đứa đầu tiên thôi à? Ai da, áo nhiều màu ạ, à. Khoe áo thời trang này. Đỉnh đấy. Vừa vào phát là hạ knock out một đứa luôn, đứa tiếp theo. Ôi nó mạnh lắm, nó 5 triệu, anh có 2 triệu. Ủi thua luôn lốc ạ, nó mạnh quá. Bên này phải training chăm chỉ lắm mới được. Đúng rồi, bên này mình phải thật là chăm chỉ các bạn. Mình được một vòng quay free à? Không phải ở đây nhận quà các bạn ạ. Mình nhận hết. Có quà là mình sẽ nhận là event, mở mấy con kia đen. Thế chả được cái gì các bạn ạ. Ui, ước gì mở một phát nhân 250 lần hay 2000 lần thì trời ơi. Thử xem xăm này luyện EQ xem nào có thông minh hơn không. Bây giờ em bảo anh mở quả trứng 699 Robux này xem có nhân được con, lợi nhận được con 2000 lần không. Đâu nếu đâu? Mà nhận được con 2000 lần này thì anh không cần phải training lâu đâu. Đâu, con nào? Đấy, con 2000 lần đấy. Con đen đen đấy. Mở 8 quả. 8 quả? Chẳng nhẽ 8 quả mà không được một quả. Anh nhìn không được đúng không ạ? Không được ạ. Từ từ để em, anh xem còn may mắn không? Mở nhá. Ừ. Hôm nay là chơi lớn này. Wow. Có tận 800 may mắn này mà, mở đi. Ok các bạn ơi, các bạn phải chia quảng cáo cho anh ông này, tiêu hơi nhiều nó bốc rồi. Wow, 8 trứng luôn mà. Ôi, 8 trứng cùng một con. 8 trứng cùng một con. Cái gì thế? Trứng nó phí tiền lắm. Phí tiền quá. Bây giờ mình sẽ mở trứng thêm. Mình sẽ vẫn mở event này, biết đâu ra thêm con 250 lần. Và mình sẽ mở một quả thôi để chứng tỏ là một quả của mình còn hơn 8 quả của Bê Quy Thành. 8 quả lại còn có may mắn nữa, toàn lừa. Nào, mở ra cái gì đây? Ôi, vẫn thì còn đấy. Em mà mở 8 quả em được 8 con đấy rồi. Cày thế các bạn, 8 con đấy rồi. Bây giờ anh có thể học được kỹ năng mới rồi các bạn ạ. 8 con đấy. Cười. Đây, kỹ năng mới, cười kỹ năng mới. Đừng có cười anh ơi. Anh buồn đấy. Buồn thì sao? Quá buồn luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ ngồi thiền. Mình phải để cho cả hai cái kỹ năng của mình nó phải đồng đều nhau. Không có một kỹ năng nào là vượt trội hơn kỹ năng nào. Đúng cả rồi. Các bạn ạ. 7 ngày được con này thôi, trông kinh lắm ốc ạ. Ừ, con đấy trông kinh thật. Kinh thật đấy. Bây giờ là anh phải làm gì đây? Ai mà biết được. Anh sẽ phải đi luyện tập chăm chỉ để có thể chiến thắng được tất cả những cái con ở đây. Nhưng mà có vẻ anh đang chưa đủ mạnh. À, gì? Kỹ năng này mày một tăng được tốc độ lên thôi. Nó là cái chơi cái gọi là khi anh thao tác thì nó sẽ có thêm đấy hiệu ứng thế thôi. Ôi ôi, nhưng mà ngầu mà đang cấp phê đây các bạn ạ. Đang thiền đấy. Bây giờ là ui, luyện tập mãi mà chưa thắng được con này. Ở đây, con này bán bao tiền đấy? Xem nào. 15 ngày online mình sẽ nhận được con này các bạn ạ. Wow. Nói chung là bây giờ luyện võ thì có rất nhiều đối thủ các bạn. Mình đánh hết màn này đến màn khác thì sẽ có đối thủ thêm. Nhưng mà hình như về màn cũ. Đúng rồi. Này ai? Mở chợ mà có quà kìa. Quà đâu? Quà. Ôi, mấy con thú này. À, từ từ xem có thể gộp tất cả các con thú lại với nhau không. Ờ đúng rồi. Thông minh lắm. Cờ lắm. Ừ. Nó phải có một cái máy gì đấy để gộp thú vào mới được. Có vẻ ở đây không có đâu. Cờ rap ôn. Ồ, nó lên được 45x không ạ? Ui à? Ồ, Equid Bet. Ồ. Ồ, con này 2 sao luôn này. Mình nâng cấp nó. Ừ. Những con giống nhau có thể được nâng cấp các bạn ạ. Đúng rồi. Thế bây giờ bây giờ anh training nhẹ. Một lần training được tận gần 10k mà. 10k nhưng vẫn yếu lắm, chưa đánh được tên Thu G tóc xanh này đâu. Này còn này anh ấy, tóc màu gà, mặt đen đen, cực kỳ me này nữa. Còn đây là gì đây? Mafia luôn đó các bạn, mafia luôn, nhưng mà nhìn nó xăm trổ đầy mình chưa phải đối thủ ở đây rồi. Mafia gọi là hooligan luôn, cực mạnh luôn các bạn ạ. Thế thì không được rồi, mình phải chuẩn. Đây rồi,
chuẩn bị đánh được cái đối thủ là tóc xanh này rồi các bạn ạ. Đánh được rồi đấy. Đấm luôn các bạn, và đấm luôn. Mày. Mày, ôi thắng trong tích tắc các bạn ạ. Được của nó đấy. Ngang tài ngang sức luôn. 16,2 mét thì mới thắng được con kia. Quá lầu, quá kinh các bạn. Trong shop xem nào. Ôi trời ơi các bạn ơi, bây giờ là mình quá đèn luôn. Chả được cái gì cả. Mở 699 notebook chả ra cái gì. Ông ra là con nhân 45 mới thấy. Ông xùi lại anh. Thế hôm sau các bạn phải nhớ xem thật nhiều quảng cáo để bù lại cái tiền đấy nhá. Ngu thật. Biết lừa. Xong rồi. Sao em? Lừa rồi. Đấy là tại vì anh đen quá ấy chứ. Rồi các bạn ơi, quá đen. Mình luyện tập tiếp đi. Mình không phải là đen mà mình cực đen luôn rồi. Tám con giống hệt nhau hả? Xui thật sự à. Bây giờ mình sẽ quay lại màn 1 cho mình gọi mọi người đến tỉ thí nhỉ. Từ từ đâu rồi? Cái này vẫn chưa được nhận được con này ốc ạ. Rồi đợi xíu nhá. A few moments later. Rồi các bạn ơi, sau một hồi chờ đợi thì chúng ta có thể nhận được con furry hồ ly tinh cực kỳ đẹp lung linh. Chứ mình có không thấy nó xấu nữa vì nó là 100x cho các bạn ạ. Nếu mà mua bình thường là mất 299 Robux. Mà chưa được giảm giá thì còn là 1399 Robux các bạn. Furry luôn, furry luôn. Đồ dùng mới. Xịn nhất, xịn nhất. Bây giờ từ 9k bây giờ mình lên 11k cộng một lần luôn các bạn ạ. Và đây mình có một vòng quay free. Xem mình quay được gì. Được 4k sức mạnh. Sao không vào con 87x. Ôi giời. Nhưng mà những con pet của anh bây giờ là xịn hết đấy. Cho chết cho em một con pet đi. Ok đâu, chết anh cho anh vào chết. Đấy là chê. Ok đây. Chết. Ok. Chấp nhận này, anh tặng em một con gọi là siêu VIP. Chấp nhận cái gì, anh đâu hiển thị đâu. Disable kìa. Enable đi. In disable. Enable, ồ, đây. Được chưa? Đây. Rồi, bắt đầu đây. Ok, accept. Bây giờ mình sẽ chê cho Baby thành con 2.5. Con đây. 45x. Accept. Rồi, ok. Rồi, chờ mấy giây nè. 2. À, từ từ, em còn mấy con. 1, 4. Rồi. Đâu? Đâu, không được à? Lừa à? Bê Quy Thành không biết làm. Đây lại nhá, rõ ràng anh làm đúng mà. Đây, giờ anh chọn con này, cho em hẳn con này nữa luôn. Accept. Ồ, đâu not link à, sao em từ chối à? Đâu, accept đi. Đây, accept này. Rồi, accept, ok. 5, 4, 3, 2, 1. 1. Và tiền hết chết. Không được. Là sao nhỉ các bạn nhỉ, nó không cho trao đổi à? Không được các bạn. Đây, ơi. Trời ơi các bạn, thế là toàn lừa. Xem Quy Thành có thể đánh được tên kia chưa. Ôi à, tên này mới có 12 ấy đang đấm con này các bạn ạ. Bây giờ mình phải 16 thì mình mới đánh được con này. Nói chung là mình cứ luyện tập này, chắc chắn là tí anh sẽ vẫn có thể đánh được thôi các bạn. Chỉ là mất thời gian thôi. Bây giờ anh thử mở một quả trứng. Ôi à, từ từ, thế thì anh phải đấm con này lấy đi ít cúp các bạn. Các đối thủ ở đây thì nói chung cũng không còn mạnh nữa các bạn. Mấy cái bạn ở đây mới có 4m, anh mười mấy rồi. Đây nhìn này. Tóc xanh thua luôn. Tóc xanh bây giờ sao có cửa ăn anh sút cho phát view mồm nha. Tiếc. Đầu cắt môi. Đầu cắt môi nó mạnh lắm. Đầu cắt môi mạnh nhá. Mạnh mình thắng được á. Không thắng được. Đây, thử nhá. Thắng suy xoa được ạ. À xa. Đầu cắt môi. Đánh đi. Đấy, em bảo thắng mà. Mời đấy. Mà mình mạnh thế nhỉ. Đây, thử đánh tên này đánh được không? Ui ôi, mafia rồi luôn, sang chỗ đây mình luôn. Đánh! Anh thua. Đá anh bay vào góc nhà luôn các bạn. Không có cửa gì đánh nó luôn các bạn ơi. Quá khổ. Rồi, vẫn đang luyện tập. Để anh rủ mọi người vào đây solo với anh. Đấy, xem mọi anh. Người nào? Đây có hai bạn. Có đây có hai bạn. Một bạn đang tập luyện này. Đấy, một bạn đang sút kìa. Solo đi, rủ các bạn solo đi. Solo, nhưng mà trước khi solo anh sẽ thử mở quả trứng màu xanh 243 cúp mình xem được cái gì. Mở một quả trứng, xem anh có phải... Mày cũng phèn thôi. Phèn mà, nhưng anh mở cho vui thôi. 8x các bạn ạ. Con này vàng trông xinh xinh á. Con này 8x, ủa con phèn nhất ở đây. Con này 36x thôi. Hôm nay mình thành hơi su. Su cả nào các bạn ạ, quá cùi luôn. Mình sẽ ủ các bạn solo ở đây mà. Solo me ở đây, solo. Solo me nữa. Bây giờ solo. Mình đang chờ đợi đến cái vòng quay. Solo đến chỗ solo luôn đi. Không ai ở đây ra để solo với anh ấy. Đối thủ bỏ chạy luôn rồi các bạn ạ. Đối thủ đang luyện tập, đang ngồi thiền kìa. Không ai đáp lời, anh sang này xem có đối thủ nào. Sang gặp lại ốc ấy. Mình ở bây giờ đã ở cương ghi vị mới rồi. Không ai là đối thủ bên này. Nói thế thì chịu rồi chứ, biết sao giờ. Ốc vẫn đang thiền, có một mình ốc đẹp. Đâu, vẫn có bạn đang đấm đấy. Đây, rồi, vòng quay. Mình sẽ quay ra con thú cương.
Đây, quay được. Trời ơi, ra 20 cúp điên. 20 cúp quá phủi. Đây, đây, để anh rủ bạn kia. Please solo. Solo me. Please solo làm gì? Please solo me, vui lòng nghe solo với tôi. Không có đối thủ nào dám solo các bạn ạ. Anh Mân ngủ vì không có đối thủ ở trong game này. Thế chắc là anh thắng rồi, bởi vì người ta biết người ta sẽ thua thôi. Đúng rồi, đối thủ nhìn thấy anh quá mạnh, lực chiến quá mạnh. Ốc vào đây solo ván cuối đi. Không, bây giờ em phải đánh thầy giáo đã. À, bây final boss senior coach. Yeah. Yeah. Ốc thắng rồi không? Nhìn gì? Ốc thắng người cuối cùng rồi. Yeah. Yeah, ốc thắng rồi các bạn yeah, à. Yeah. Tuyệt quá. Tuyệt quá. Rồi, vậy ông cũng rất là lợi hại các bạn ạ. Ông thắng được người cuối cùng là bây giờ là mình sẽ tỉ thí trận cuối cùng để kết thúc video ngày hôm nay các bạn ạ. Mình biết là mình sẽ thua nhưng mà tinh thần võ thuật, mình sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng. Trời, không ngờ phút cuối cùng trôi qua nhanh như vậy luôn các bạn. Tôi không thèm bấm tôi như thế này luôn. Đối thủ ốc quá yếu các bạn. Bye cho bye. Thêm 30.000 đối thủ ốc vào tôi đấm cho. Còn là ngất thất trên nền đất, ngất thất trên cành cuốt. Bye bye. Anh là cao thủ, còn ốc là cao thủ ngồi trên ngọn đu đủ. Cái gì? Bye bye các bạn, hẹn gặp lại bạn Việt sau.